Hello, xin chào mọi người. Xin mời mọi người cùng theo dõi xét đấu thứ 5 trận chung kết bóng chuyền nam giữa đội Tam Trung và đội Cù Nhi. Hai đội đã có những xét thi đấu rất là giằng co nhau ở 4 xét đầu tiên, và đây là xét đấu thứ 5 xét chung cuộc để phân định thắng thua và giành cúp vô địch trong giải đấu năm 2024. Và khuôn khổ giải đấu chào mừng kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2024. Xin mời mọi người theo dõi hình ảnh của xét đấu thứ 5 này nhé. Yeah.
vua đấy, chào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.